Đi đâu trong này mấy bạn? Chào mừng mấy bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Thôi nha. Hôm nay chuẩn bị nấu đồ ăn. Ra đây để coi chú Gấu bữa nay có gì trong tủ lạnh để nấu nha. Coi coi có gì không? Đậu que 19.000. Có cà chua, có chanh nữa. Rau cần nữa mấy bạn. Cá thu mấy bạn 76.400 đồng một dĩ này. Qua, đây là toàn bộ nguyên liệu nấu ăn ngày hôm nay của chú Gấu sao? Nấu món gì với mấy cái này ta? Chú Gấu đã quay trở lại với chương mục một bữa cơm nhà. Ngày hôm nay chúng ta có hai khứa cá thu, một dĩ cà chua, một bó rau cần, một hộp đậu que và 5 trái chanh. Một món ăn cực kỳ dễ nấu, đơn giản từ nguyên liệu đến cách chế biến, chua chua, mặn mặn, ăn chung với cá còn gì bổ bằng. Món này chú Gấu thường dùng để ăn trưa. Nước súp bao gồm cá nè, cà chua nè, chanh, thêm tí rau cần. Nghe cái hương vị nước súp chưa nấu nè, thấy chua chua thanh thanh nè. Giờ cùng bắt đầu nha. Cắt nhỏ cà chua mấy bạn. Cắt muối cao nha mấy bạn. Bắt nồi lên mấy bạn. Xíu dầu ăn vô. Miếng hành băm vô nha mấy bạn. Phi hành cho thơm lên mấy bạn. Cỡ 2-3 giây thôi nha. Cho 3 trái cà chua vô nha mấy bạn. Từ từ không hơi văng. Đó. Xào cho cà chua mềm lại là được. Đó. Cà chua mềm. Cho nước vô mấy bạn. Đây là một món canh cực kỳ dễ nấu. Ngày xưa mà mình đi học với mấy bạn là đi học về là mẹ mình sẽ nấu cái món này cực kỳ nhanh luôn. Chỉ trong vòng có 30 phút thôi là đã có cái món canh mặn này rồi mấy bạn. Giờ tiếp tục nấu với chú Gấu nha. Cùng xem cái độ hấp dẫn của nó. Thèm lắm rồi, giờ chuẩn bị ôi sôi rồi nè mấy bạn, sôi rồi. Nước dùng cà chua sôi lên rồi bắt đầu nêm nếm nha mấy bạn. Cho bột canh vô, món này đơn giản thôi, vừa ăn thôi nha mấy bạn. À, vừa ăn luôn. Sau khi cho bột canh vô rồi thì tiến hành cho đậu que vô mấy bạn. Thì chúng ta bật to lửa mấy bạn. Đó, để cho đậu lửa hơi ngấm ngấm mềm mềm. Chúng ta cho cá vô, đậy nắp là kết thúc quy trình nấu món này nha. Cho cá vô mấy bạn. Miếng cá thu này có cả trứng cá luôn, quá đã rồi mọi người. Cho vô luôn nha. Rồi giờ cứ nhỏ lửa, đợi khoảng 10 phút nữa thì cho chanh với rau cần vô nha. Cả màu chín lắm mấy bạn. Thèm quá. Cắt chanh mấy bạn. Ai mà chưa biết cắt chanh thì học lớp cắt chanh 101 của chú Gấu nha. Có trên short YouTube, có trên TikTok luôn. Ghé ủng hộ kênh TikTok của chú Gấu, Gấu To 179 để biết thêm nhiều quán ăn, hàng ăn ngon lạnh hơn nha mấy bạn. Giờ mấy bạn mà vô hỏi sao chú Gấu cắt chanh ngộ quá, chú Gấu cắt chanh ngang nha. Coi lớp học cắt chanh 101 của chú Gấu đi, là mình sẽ biết cắt chanh như thế nào là đúng. Cá mau chín đó mấy bạn. Đó, giờ là lấy cá ra được rồi nha. Chứ không thôi để hồi trong cái nồi nước dùng là cá gục hết. Lấy cá ra trước. Rồi, để tăng thêm phần chua của món mặn này thì chúng ta cho thêm nước cốt chanh vô. Đó, cho từ từ thôi nha. Các bạn cho một lần một chén như vậy là chua banh sáng luôn á. Cứ cho từ từ thôi rồi nêm. Thêm chua nữa mấy bạn. Đó, thêm miếng nước cốt vô nữa. Tại nãy chưa đủ chua nữa. Chúng ta đã có một nồi lẩu mặn. Ngon. Quá là ngon luôn. Cái món này là các bạn có thể ăn chung với cơm hoặc là ăn chung với bún đều được nha. Hôm nay chú Gấu sẽ ăn chung với bún. Tuyệt vời mấy bạn ơi. Thứ để làm nên thương hiệu của món này đó chính là rau cần mấy bạn. Băm nhỏ tụi nó ra. Sắc nhỏ tụi nó ra. Đó. Thơm rau cần lên liền. Cho rau cần vô mấy bạn. Rồi, bây giờ bắt đầu ăn được rồi nha. À, gần chỗ chú Gấu thì không có chợ, nên là chúng ta sẽ vô cửa hàng tiện lợi và tậu cho mình được một bịch bún tươi như thế này. Thì rất là tiện luôn. Hồi xưa thì nghĩ là bún chỉ bán ở những quầy, những sạp thôi. À, rồi mua mang về mua 5.000, 10.000. Nhưng bây giờ là chúng ta đã có bún khô nè. Còn bây giờ hồi xưa là Gấu biết tới bún khô là phải bỏ vô trụng lại bằng nước sôi, nhưng mà bây giờ có cả bún tươi luôn nữa, quá là tiện lợi đúng không? Giờ cho ra tô thôi mấy bạn. Một bịch như vậy là 9.000, giá là 9.000. Khoan nha, giữ máy, giữ máy, hâu máy tiếp tục luôn.
Sao nó không có khối lượng vậy vậy nè? 0.52kg là bao nhiêu gram? Nửa ký. Nửa ký hả? Ủa nửa, đây là nửa ký bún hả? 0.52. Yeah. À, đúng rồi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Hồn đang dữ quá. Ok các bạn, giờ lấy bún ra. Lấy bún gà tô nha. 2, 2, 1. Đó, lấy gà tô. Ăn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Còn lại thì gói. Còn lại gói lại vô bịch như thế này. Quá, quá là tiện luôn. Như thế nào? Đó, xé bịch ra, đừng xé bung bét như chú gấu, cứ xé vừa vừa thôi, rồi cứ ăn bao nhiêu lấy ra. Đó, ăn bao nhiêu lấy ra, ăn không hết thì gói lại vô bịch vậy nè. Đó, nhưng mà xé mà vừa phải thôi là đã có một cái bịch để đựng rồi. Và đây là bữa ăn cực nhanh, cực gọn nhưng cũng cực ngon của chú gấu. Món canh mặn mấy bạn. Đây là một món ăn mà rất là quen thuộc với mình những ngày mình còn đi học, những ngày mình còn ở quê với Cần Thơ á. Và giá của một bữa ăn ngày hôm nay gấu nấu thì chưa tới 100k nha mấy bạn. Mua cà chua, mua đậu que, mua khứa cá, xứng đáng để các bạn có một bữa ăn thật là ngon đúng không? Giờ mời mấy bạn ăn cùng chú gấu món canh mặn nấu với cá thu nha. Quá ngon mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy món canh mặn ngày hôm nay thế nào thì comment phía bên dưới cho gấu biết nha. Còn món ăn nào mà mấy bạn muốn chú gấu nấu thì cũng comment phía bên dưới luôn. Món ngon nha, liếm hết rồi. Bye mấy bạn.